Cha Cha tự chọn nhóm A. Xin mời cặp vận động viên Ngô Tiến Huynh và Bùi Thị Hà. Vâng, chúng tôi xin lỗi cặp vận động viên của Đại học Sư phạm do trục trặc nên không thể tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Xin giới thiệu cặp vận động viên số đeo 36 Mẫu Đức Nghị và Nguyễn Thu Trang. Cặp vận động viên số đeo 38 Nguyễn Văn Hiếu và Hà Thị Kim Anh. Và cặp vận động viên thứ 3 Nguyễn Văn Dư và Trần Thạch Thảo. Xin chúc mừng ba cặp vận động viên chúng ta dự thi ở phần thi tự chọn âm nhạc do ban tổ chức quy định. Xin mời cặp vận động viên Đỗ Đức Nghị và Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thu Trang số đeo 36 hít thở sâu để chuẩn bị dự thi phần thi tự chọn cá nhân. Vâng, xin chúc mừng cặp vận động viên đầu tiên của chúng ta đã dự thi sang nội dung thứ hai với số đeo 36 Đỗ Đức Nghị và Nguyễn Thu Trang. Của cặp vận động viên có số đeo 38 Nguyễn Văn Hiếu và Hà Thị Kim Anh.
Xin chúc mừng ngay cặp vận động viên số đeo 38 Ngô Văn Hiếu và Thị Kim Anh. Chúng ta sẽ đến với phần dự thi tiếp theo. Đến từ cặp vận động viên số đeo 43 Nguyễn Văn Dư và Trần Thái Ngọc. Xin chúc mừng cặp vận động viên có số đeo 43 vừa dự thi xong phần thi cha cha tự chọn cuối cùng thuộc nhóm A.